Có 3 tuổi, em nhớ năm 3 tuổi có gì hả? Ok, tại sao là? Tại vì năm 3 tuổi sẽ được ba mẹ cưng chiều nè, mua đồ chơi nè, mua đồ ăn, mua bánh kẹo bim bim nè, đó. Ồ, thích quá ta. Còn nếu mà là chị quay về lúc mà chị còn nhỏ thì chị muốn quay về năm lớp 1, tại vì lúc đấy chị mới đi học và ba mẹ chị dạy chị rất là dạn dĩ, và kiểu lúc đấy chị sẽ đến với ngôi trường mới, chị sẽ là bá chủ, chị sẽ trở thành cái gì, người thông minh nhất ở cái trường đó. Tại vì sao? Tại vì tôi vẫn nhớ ký ức đến hiện tại mà. Còn các bạn thì sao? Nếu các bạn được trở về tuổi thơ thì các bạn sẽ lựa chọn các bạn ở năm bao nhiêu tuổi và tại sao? Đừng quên comment xuống phía dưới. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên cho video của mình đạt được 2000 like nha. Các bạn có 3 giây để bấm like này. 3 2 1. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chơi game thôi. Còn tôi chơi gì hả? Xem video tôi biết. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Và ngày hôm nay Kamui và Sami sẽ trở thành những người là gì ta gọi là bảo mẫu đây. Bọn mình sẽ xây một cái nhà trẻ siêu 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 xịn nha mọi người. Thì ở đây cái nhấp vào tự động này nó không hề rẻ đâu các bạn à. Tôi đã bỏ ra 300 Robux để có thể nhấp vào tự động, nếu không đáng nghe ra Kamui sẽ phải kích từng cái này cơ. Nhưng không nha mọi người, tôi bây giờ là tôi có tự động đó. Ở đây là full những cái này để Kamui có money. Có money để làm gì ạ? Đây từ từ tôi sẽ nâng cấp 35.000 đúng không? Ui cái máy thứ hai. Tức là nếu mà chị thu thập bây giờ chị sẽ thu thập được bao nhiêu đây? 300, nói chung là rất là nhiều luôn rồi đó. Trời ơi xịn quá. Ê có thể nâng cấp thêm được không ta? Ơ nhà máy đến đây là kết thúc rồi đó em ơi. Không thể nâng cấp thêm được. Không có nhà tường bên ngoài này 2.000 à. Tường bên ngoài này không biết là gì. Ê. Ủa cái này là cái gì ạ? Ê khoan, tôi ra ngoài. Ê hình như nó là cái tường bên ngoài này thôi. Nó là cái tường bao bọc nè. Trời ơi chị em mình không để ý đó. Thấy không? Cái đây phải nhà trẻ, đây là một ngôi trường nhà trẻ. Đúng vậy, và ngày hôm nay tụi mình sẽ làm cái ngôi trường này làm sao để xịn nhất có thể nha. Ở đây là tôi đã thấy có một cái lớp học là 1.000 này đó, tôi sẽ đứng vào đây. Trời ơi, cái cửa lớp học, trời ơi, chưa gì là chúng ta đã có cái lớp học đầu tiên rồi này. Nhưng mà cái lớp học này nó không hề rẻ chút nào đâu em. Đây, trong đây. Come here. Cái đây. Bự quá đi, mỏi chết. Đầu tiên là chúng ta cần có một lớp học, chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần bảng đen. Wow. Rồi chúng ta cần đèn. Ồ, chưa có trần nhưng mà đã có đèn rồi. Sao mình lucky lạ quá vậy. Ok, chúng ta trang trí nhẹ lớp học đi. Ở đây chúng ta có một cái bàn nè. Tiếp theo một cái bàn nữa, đây là bàn học nè. Oh my god, bàn học này nhìn đẹp nha, đẹp nha. Bàn học này nhìn đẹp rất là xứng đáng tiền đầu tư nha mấy các bạn. Bàn cho giáo viên này, bàn bên này này, xong rồi với bản đồ. Cái bản đồ này chắc là map để trang trí lớp học đồ đó. Đó, có vẻ như là lớp này là bắt đầu hoàn thiện rồi đó. Rồi, đây là lớp học đầu tiên nha. Yên tâm em, yên tâm, chúng ta còn rất là nhiều phòng học chúng ta phải xây đó. Trời ơi, cái cầu thang 70.000 luôn đó hả? Ê, có phòng baby nè. Phòng dành cho các bạn nhỏ thì chị nghĩ là... Ê, rồi, bắt đầu vào thôi, bắt đầu vào thôi bé ơi. Với cái phòng này thì sẽ trang trí kiểu gì đây? Phòng lúc nãy là Camu nghĩ là kiểu dành cho các bạn là bạn đã bắt đưa biết tập viết, tập nói rồi đó. Còn cái thảm... Ủa sao cái thảm này nhìn nó hơi bình thường quá ta? Đồ chơi. Đây chắc chắn sẽ là phòng cho các bạn nhỏ. Thảm nè, thảm. Ủa sao nhiều thảm thế? Không, nhưng mà thảm này màu sắc. Thảm này là kiểu thảm màu sắc nha. Các bạn sẽ thích. Ui nhìn cái đèn trên này em ơi. Ô có đèn mặt trời luôn. Ây thích quá vậy. Thảm muốn nè. Cái này đâu phải đèn đâu. Cái này là đồ chơi trong nít nhìn lên trời mà. Đâu phải đèn đâu. Đèn đâu phải đâu. Ủa? Cái này đâu phải đèn đâu. Cái đồ mà treo lên lủng lẳng mà nó trong nít chơi nghe len ken á chị. À thì xin lỗi. Ok. Đó vậy là chúng ta đã có một cái phòng dành cho các bạn nhỏ đó. Xong rồi tiếp theo. Dấu hiệu. Oh my god, có tên ở trên nha mọi người. Tút lơ, không biết thật sự. Phòng cho em bé ở vậy đi. Trời ok. Tiếp theo đến phòng ngủ. Yes, phòng ngủ cho các bạn. Ôi trời ơi nhìn cái nôi. Em thấy không? Nôi nha. Đầu tiên là nôi 1. Ê, có khi nào mỗi cái nôi là một cái màu không? Ở đây chúng ta có tổng cộng 8 cái nôi. Chắc là không đến mức không có màu của em đâu. Nôi thứ hai, màu của xíu. Ok, đến nôi thứ ba. Chị nghĩ là không có màu của em đâu em ạ. Rồi nôi thứ tư. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến nôi thứ năm đúng không? Nôi thứ năm.
Mô hồng. Nơi thứ 6 sẽ là màu gì đây? Màu tím. Ê sao? Tức là tiếp theo sẽ là màu hồng đúng không? Sam khóc rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi Sam ơi, cho các bạn nhỏ ai đi làm màu xám em. Màu xám, tội tâm tối lắm. Màu xám mới dễ thương chứ bộ. Trời ơi, dễ thương chỗ nào bà nội. Màu tạ xám tối tâm lắm, nhìn nó kiểu ngầu thôi chứ đâu ra ấy. Ê, còn hai cái đèn này bà không nâng cấp đèn hả? Rồi, đèn đâu? Chị biết em ngủ đâu không? Nếu màu xám em ngủ đâu? Sao? Này, có chỗ ngủ hả? Đây là màu xám nè, chị em ngủ dưới sàn nè. Em ngủ dưới sàn đó. Có ai nỡ lòng nào để cho em ngủ dưới sàn không em? Có ai nỡ để em ngủ dưới sàn không em? Alo. Rồi bây giờ đến phòng dịch nhận phòng nhân. Ui, phòng nhân viên đúng là phòng của bọn mình luôn này Sam ơi. Là màu xanh của chị luôn nè. Phòng nhân viên là phòng chị luôn nè. Rồi ok, bắt đầu nghe. Đầu tiên là chúng ta cần có một cái bàn. Sao bàn của bọn mình nhìn phèn quá em. Bàn phòng trọ. Bàn phòng trọ là như cà rốt đó ha. Bàn phòng trọ là như cà rốt ấy, trời. đúng là cái giữa bàn của tôi khác. Nói chung là một cái thảm sofa để ngủ này. Ok, cái đèn này cơ, nói chung là cái đèn bình thường, đèn bình thường. Lưu trữ, tủ lưu trữ. Ê, chị nghĩ là phòng nhân viên là phòng thường thôi em. Mở luôn đi, mở luôn đi. Không có gì nhiều đâu, không có gì hết trơn á. Không có gì hết trơn á. Trời ơi, nhìn chán không? Cái gì có máy tính chơi game vậy? Ủa em, đây là mình đi làm việc, không phải mình đi chơi game em ơi. Alo, trời ơi là trời. Ok, rồi bây giờ chúng ta đến dấu hiệu staff. Ok, nhân viên là chúng ta đó. Tiếp theo, phòng cô gái, for girl. For girl thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Đó, hồng. Màu hồng. Ok, phòng màu hồng, nhìn có vẻ ok đấy. Rồi, rồi. Rồi, đầu tiên là chúng ta vào đây, chúng ta có gì đây? Trang trí cô gái 1.500. Wow. Cái cây này thôi. Cho được cái cây. Trang trí cô gái vậy? Cho được cái cây đó hả? Là cho được cái cây. Ê khoan, cái này là đồ có sẵn đúng không? Vương miếng. Ê, chị không nghĩ đây là cô gái đâu, mà phải là baby gái mới đúng. Baby girl á. Tại vì đồ như này đâu thể làm mà lớn nữa. Thì còn là phòng con gái và phòng cho em bé. Đúng rồi, từ đầu tiên chúng ta lên cái lâu đài đi nào. Ok, tiếp theo này, thảm ngủ trưa công chúa hẳn hoi nha. Thảm ngủ trưa công... Sao nhìn bình thường thế? Chứ cái thảm tập yoga nhà em vậy? Không đúng nha. Tiếp theo khối đồ chơi cô gái. Ok, thử xem nào. Cô gái thì nào luôn. Hết cười nó ra, tắt cười nó ra trời. Ok, thôi cái nôi đi. Cái nôi nè, cái nôi liềm hy vọng nè. Giống cái nôi kia thôi. Giống cái nôi kia thôi rồi. Thôi, chúng ta đến với lâu đài đi. Lâu đài nè. Đó, nhưng mà nói chung là hai cái lâu đài cũng giống nhau. Ê, tức là cái phòng này là dành cho hai bé đó. Phòng này là dành cho hai bé đó. Rồi tiếp theo là cái nôi công chúa thì chắc là dành cho bốn bé luôn em, chứ không phải hai bé nha. Bé nào thích mà không ghét sự dạy dỗ là vô phòng này là quá hợp lý rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thêm cái đèn với mặt dây chuyền, thêm cái ở đằng trên này nữa. Nói chung là cũng tạm được. Nói chung là tạm được thôi đó. Rồi ok, khu vực chơi. Ê, khu vực chơi là cái khu vực... khu vực tổng hợp giữa nè. Bàn chơi 1, bàn chơi 1 sẽ là cái gì? Đáng yêu nha. Cái bàn này đáng yêu nè. Được nha. Chơi trượt. Ê, có khi là cái... cái này, ê mọi người ơi, cái này là hai màu của tôi. Cái thảm trượt này là của tôi rồi mọi người. Mọi người nhìn nè. Mà hai màu giống hệt cái áo của tôi luôn. Không lệch tông luôn á. Trời ơi, sao đỉnh như trời. Ok, bây giờ bàn chơi 2 đúng không? Bàn chơi 2 thì chắc là giống cái bàn kia. Đúng rồi, giống hệt luôn. Chơi đồ chơi trang trí. Nó là cái cây với cả là cái này thôi. Nó không có gì đặc biệt hết. Sofa khối à? Sofa khối. Cái này thích nha, cái này thích nha. Trong mấy cái nào mà có mấy cái nhảy này sao nhỉ? Nhà phao. Cái nhà phao á mọi người. Đó, tôi thích cái này đó. Đồ trượt này, cái này là sự kết hợp của Caron và Phong Cận. Anh Caron và anh Phong Cận thích điều này đó. Rồi. Tại sao trong nhà trẻ không bao giờ có cái màu xám chứ? Em ơi, trong nhà trẻ người ta ưu tiên những cái màu sáng, màu tươi, màu đậm. Chứ không có ai thích màu... À, có màu xám em. Có, đi ra đây. Em thấy cái khung cửa này không? Khung cửa này màu xám này của em đó. Của em đó nha, chúc mừng em nha. Em đem khung cửa đi bán về chai hay gì mà có mỗi khung cửa vậy? Chứ có đồ chơi đó, có màu xám cũng đẹp, màu có bông. Tờ thảm, cái thảm này, cái thảm. Ở nói chung là cái thảm là cái thảm yoga đó em. Không có gì hết á. Rồi, nhà chơi nè. Oh my god.
không phải, nhưng mà cái nhà này làm chị nhớ nhà của bé Mưa quá à? Giống mà đúng không? Giống mà đúng không? Dạ, không giống nhà bé nha, nhà của Mưa. Ok, sofa khối, nói chung là sofa khối là những cái này. Những cái này thôi, nói chung là mấy cái này là cũng là bình thường đó. Còn cái bàn này, đó, nói chung là cũng cơ bản, nói chung là cũng khu vui chơi để thích nha. Tôi thích nhất là cái trượt này, vì trượt này là màu của tôi. Tôi thích nhất là cái sàn này, tại cái sàn này màu xám. Ok, chúng ta đến phòng của Boy. Phòng Boy chị nghĩ chắc là cũng bình thường thôi. Nâng cấp cho một nôi cậu bé, nôi baby. Nó là màu xanh với màu cam ạ. Chị nghĩ là không khác quá nhiều. Sao nhìn nó còn không bằng cái phòng của bé nữa vậy trời. Thật là không được đẹp cho lắm nha. Không còn, không đẹp. Chỉ có duy nhất được một cái khác biệt, đó chính là cái này nè. Đó chính là cái này nè. Chị cũng khá là thích chơi cái này. Nó kiểu thứ nhất là nó có màu sắc cầu vồng, nó còn sắp xếp nữa. Nhưng mà thật sự luôn nha, là không bằng các bạn nữ nha. Trời ơi, chê, cái này chê thật nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến phòng chờ. Đâu đây, so sánh phòng nữ đúng không? Nói chung là đây là phòng nam nha quý vị. Đó. Còn đây là phòng nữ nha quý vị. Phòng nữ chúng ta còn có hai cái lâu đài lận. Trời ơi. Một phòng nam không có được cái lâu đài. Chán thật. Rồi, bây giờ chúng ta nâng cấp tiếp rồi sao? Nhưng mà thôi không sao. Chót xây trường to quá rồi thì mình đã đành giảm bớt số lượng xíu vậy. Rồi đây là bàn tiếp tân này. Đó, và nhà là cái cây hả? Là cái cây thôi hả? Ok, đó, ghế sofa chờ này, ghế sofa này cũng được. Rồi tiếp theo, cái gì đây? Dấu hiệu mặt trận chăm sóc ban ngày hay cái gì? Cái này không phải. Là cái biển hiệu em ơi, trường mình chưa có biển hiệu em. Cái đây kè đó. Rồi tiếp theo là dấu hiệu tiếp nè. Đó. Đó. Đó, cái cửa này, cái thêm cái rồi cửa trước này. Rồi bóng trụ. Rồi mình nâng chi trong khi nó nâng rồi mà ta nó khác gì nhau đâu ta. Rồi thêm cái đèn nữa. Đó. Rồi ok. Thôi chúng ta nâng cấp ở đằng trong thôi. Nhà ngoài mình chưa đủ money đâu. Mình nâng cấp trong thôi. Đó, ghế sofa này. Cái này chị nghĩ là giống hệt bên kia, không khác gì đâu. Nó giống hệt, nó khác gì nhau đâu. Ây. Chạy. Ủa gì vậy? Có thêm quay. Trời, nãy không để ý. Quay lễ tân này. Đó. Đúng rồi, để có thể tiếp phụ huynh đồ đó. Trời ơi, nguyên cái biển to đùng. Cũng được đó, nói chung là cũng tạm được, cũng tạm được. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến một cái phòng, phòng khám. Phòng khám này bé xíu nha. Phòng khám này chắc là cho các bạn nhỏ phòng y tế rồi đó. Rồi xem chúng ta có gì với cái phòng này nha mọi người. Rồi ok. Phòng này này, đầu tiên là trang trí vẫn là cái cây này. Ê thôi thật sự luôn đấy, cái cây này tôi nhìn nhiều lắm rồi nha. Bắt đầu ngớ mắt cái cây này rồi đó. Rồi, nè em. Ồ, cũng bình thường. Nói chung là sau chúng ta sẽ nâng cấp sau, chứ còn không nhìn nó cũng khá là bình thường. Có trang trí gì xíu xíu thì không? Trời ơi, nó còn không có cái hộp thuốc luôn á trời. Nó chán quá, chán quá. Xin lỗi em, chị nghèo, chị không đủ tiền đầu tư, xin lỗi. Rồi đấy, đợi nhà ăn. Đây, cái thứ tôi thích đây. Đầu tiên là trang trí bữa trưa. Là cái cây đó. Bàn này. Cái này được, cái canteen này được. Nhìn canteen này được nha. Tiếp theo cái bàn, cái ghế. Rồi tiếp theo cái bàn, cái ghế tiếp. Đó, nhìn cũng đẹp, nhìn cũng được. Cái bàn đế này được này. Tiếp theo, máy bán hàng tự động. Ủa, các bạn nhỏ đã biết sử dụng máy bán hàng tự động rồi sao? Ghê quá vậy. Trong này thế giới cũng đỉnh đấy, cũng đỉnh đấy. Rồi tiếp theo cái đèn cà phê. Đèn cà phê đâu, đèn đâu? Đèn sáng thôi, không có gì hết. Tiệc buffet hả? Có cả tiệc buffet luôn. Đây là kem buffet này. Đây chắc chắn là kem nè. Thích quá vậy. Rồi đây là đèn trang trí nè. Đó, ghế. Ủa, ghế ăn trưa, bàn ăn trưa, tiệc buffet. Là vậy đó. Cái này là cháo dinh dưỡng gì ơi. Đúng rồi, khả năng đấy là cháo. Đấy là cháo chính xác hơn kem. Chứ còn đâu thể nào cho các bạn nhỏ ăn kem không được. Chứ thế không đúng. Rồi đúng rồi, là cháo căng tin đồ đó. Rồi em biết là chúng ta cần có thể đi đâu nữa không? Chúng ta có thể lên cầu thang với 70 ca vàng. Lên cầu thang. Chúng ta sẽ lên tầng trên đúng không ạ? Ok, đầu tiên. Ôi mẹ ơi, con lên được không vậy? Bắt cua. Bắt cua thật đấy. Từ. Chị nâng cấp thiếu. Tại chị em ơi. Tại chị. Đây. Chị quên mất không nâng cấp cái tường. Đó. Có chưa. Hết bắt cua chưa? Ở nhà trẻ này có rèn luyện kỹ năng bắt cua cho mấy em. Tưởng nó khổ quá trời. Khổ quá. Mà đấy chỉ là tầng 1 thôi nha. Chúng ta bắt đầu lên với tầng 2. Ủa, không đủ tiền xu. Ủa,
140k chị ơi. Thấy nó hơi to đó. Mình nghèo quá em ơi. Chị muốn nâng cấp thêm mà không có đủ em ơi. Nghèo quá. Mà ngoài kia được chưa? Ngoài kia là được chưa vậy? Ngoài kia là đủ à, rồi. Đúng rồi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ nâng cấp ở ngoài thôi. Cái cửa sổ trời ơi. Tôi còn chưa làm cái cửa sổ nữa. Cái này trộm vào mất mọi người. Lấy hết rồi. Okay, bây giờ làm cửa sổ nè. Làm cửa sổ nè. Đó. Con đường bụi. Con đường. Con đường có thể đi đó. Đó. Đường trước nè. Đường bụi nè. Đó. Nói chung là đường đất đó. Thảm chào mừng. Welcome to gọi là trường học của chúng tôi. Hoa này đẹp. Bóng cửa sổ. Nó cửa sổ của hoa. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi thêm. Bên nào trước đây em ơi? Bên nào trước đây? Bên này đúng không? Dấu hiệu để nói chung là biểu tượng cho cái nhà giới trẻ đồ đó. Đó cọc cát là cái gì đây? Sam ơi, em biết gì không? Chúng ta còn chỗ chơi cho các bạn nhỏ nữa. Ok, bây giờ chỉ còn 30 xu em ạ. Thì nói chung là chúng ta làm được hộp cát nè. Thích nha. À, chị hiểu rồi em ạ. Trong kia là để các bạn ăn trưa ngủ nghỉ thôi. Còn nếu mà chơi là phải ra ngoài này chơi mới thích nè. Đúng rồi, còn trong kia là làm vừa phải thôi. Bập bênh đúng không? Sam ơi! Sam! Ủa sao em lên được? Đây! Yeah! Ôi! Chơi được không? Nói chung là ngồi tượng trưng. Nói chung là bập bênh. Tôi cũng thích ngồi bập bênh nha. Tôi khá là thích ngồi bập bênh đó. Rồi, đây chúng ta có một cái bàn xoay. Bàn xoay là cái chơi gì ta? Xích đu! Trời ơi là trời! Tôi cũng thích ngồi xích đu. Thật sự luôn là mặc dù là xích đu cho các bạn nhỏ, mấy cái chỗ mà kiểu đồ chơi của các bạn nhỏ, nhưng mà tôi cũng thích chơi lắm nha. Tôi hay ngồi vào đấy vui chơi lắm. Hàng rào sân chơi để đảm bảo các bạn an toàn nè. Đó. Để đảm bảo các bạn nhỏ an toàn, chúng ta làm cái hàng rào này nhìn rất đẹp nha. Nhìn màu sắc là đẹp, sặc sỡ, đẹp đẽ đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng bức tường leo. Nhưng mà có bao giờ mà em thấy cái leo này ở chỗ sân chơi của bạn nhỏ không? Chị chưa thấy bao giờ không đó. Em thấy bao giờ không? Em thấy ở khu của em. Ủa, có hả? Ở khu em có mấy cái leo này mà, có. Ở ha, khu nhà em thì có, còn khu nhà chị thì không. Nói chung là khu đấy là khu dành cho nhà giàu các bạn biết mà. Ủa, cái này rồi. Là 100k là cái gì vậy? 100k đó là dung gym chờ đi em, 50k nữa mới đủ. Nghèo. Chị không biết cả đấy, chị không biết nhà. Có khi nào nó là cái kiểu tí nhảy không? Nhanh lên mà. 64, 65 nhanh lên, tăng tiền lên đi nào. Thì như bạn thấy thì đây là cái khu chơi dành cho con nít các bạn đó đó. Đúng, chơi sân tăng chơi cát cho các bạn nhỏ. Mua chờ tăng tiền lên để mua đi Lào hả? Nè, biết người ta ngọng nổi gì nổi mà. Nhiều thôi chứ nghĩ là hương ngắm vậy hương ngắm. Đây là cái gì vậy? Đây là mấy bạn nhỏ nào mà muốn vào cái nhà trẻ nào đừng quên vào nhà trẻ có mua nha. Đó mình đang quảng cáo. Đúng rồi, đây là tiệm mà nhầm, đây không phải tiệm. Em nhầm. Đây là trường trung tâm giữ trẻ của Kamui TV đó. Trẻ em và thanh niên ở mọi cái gì đấy? Trẻ em và thanh niên ở mọi lứa tuổi là cái gì? Hóa ra là chăm sóc cả trẻ em, cả người lớn. Cái này từ lộc lạ đâu quá hả? Ok, đủ tiền rồi, đủ xu rồi. Oh my god, không phải tự nhiên nha. Không phải tự nhiên mà nó đắt như thế đâu em. Trời ơi là trời, cái gì trời. Ok, chúng ta đầu tiên là chúng ta leo trên này nè. Đó. Xong rồi chúng ta có thể trượt ở dưới này. Ủa sao trượt? Chúng ta không trượt nữa, chúng ta sang bên này, chúng ta trượt kiểu này, trượt bên này đó. Mấy cái đoạn này mà chị đăng lên làm sao mà khách lẫn vô chị, cái đoạn này. Thôi, đoạn này chúng ta phải cắt nhẹ ra đó. Nói chung là chúng ta quay là chúng ta có cái chỗ chơi như thế này đó là đẹp được rồi nha mọi người đó. Các bạn nào mà kiểu thời gian rảnh các bạn có thể đến đây nha, đến đây chơi với mình nha mọi người. Rồi chúng ta sang bên này là. Trời nó quên, dễ sợ quên mất rồi. Rồi tiếp theo. Ê Sam, bể bơi. Oh my god. Ê, tôi tưởng nó là cái bể bơi sang trọng, hóa là nó là cái bể như cái thau vậy hả? Tưởng
Thật ra chị cũng nghĩ giống em, chị em mình giống nhau đó. Chị cũng nghĩ là một cái khu bể bơi, chị tưởng là nâng cấp vào trong đây này nè, chị tưởng nâng cấp trong này nè. Chị cứ nghĩ là kiểu nó sẽ là một cái bể bơi kiểu sang chảnh, kiểu siêu to khổng lồ đó. Nhưng mà chúng ta đã bị lừa em ạ. Nó là vậy đó. Ừ. Tại vì cái này là để dành cho các bạn nhỏ, các bạn nhỏ như này thì nó mới an toàn, đúng không? Đã, chị xây dựng cái nhà trẻ, cái trường học này là để dành cho các bạn nhỏ và để nâng cao cái gì ạ? Nâng cao an toàn đó, để các bạn đến đây chơi vui chơi được thoải mái nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo là nhà bros, nhà pháo. Cái này tôi thích ạ. Ủa? À đây đây, nói chung là chị không biết đâu, sao chị em mình chả đạp, sao chị em mình đứng lên nhau vậy em ơi. Ủa em ơi. Thôi thôi, đi ra ngoài, thôi thôi thôi, chào mừng khách, chào khách, chào ra ngoài, chào khách, các mọi người, chào khách đó. Thì bọn mình cũng có cả nhà phao nha mọi người. Đó, thì nhà phao này cũng rất là đẹp mọi người ạ. Đó, mặc dù đấy, đây các bạn thấy không? Đó, rất là trượt, rất là thích luôn. Đó, thấy chưa? Rất là thật và rất là đẹp, rất là trang trọng như thế này đó, các bạn thấy không? Các bạn là bình thường đâu có được, đâu có ai được chơi như này đâu. Các bạn chỉ có thể đến với nhà trẻ của Kamui đó. Thì các bạn mới có thể được có những trải nghiệm như thế này thôi. Ok. Thấy không? Trải nghiệm rất là xịn, rất là sang trọng, tuyệt vời, đỉnh cao, hoàn mỹ. Em còn từ nào nói nốt đi em. 5 sao, thượng đỉnh, thượng hạ, VIP Pro, Luxury Pro Max. Dành cho cái nhà trẻ cái mùi bạn ạ. Đúng rồi, nên là các bạn hãy đến đây và chơi với mình nha mọi người. Đó, rồi tiếp theo lên trên này. Tường bên ngoài 140 cao su, tôi đủ rồi đây. Thấy nhiều quá chị ơi, xây không nổi đâu thôi. Chị cũng nghĩ là chúng ta xây không nổi đâu mà, tại vì nói chung là đây là nhà trẻ của mình, là mình xây xương xương thì các bạn cũng có thể đến. Bao giờ mà mình xây tầng 2 lúc đấy mình nâng giá sau, còn bây giờ là mình đang lấy giá rất là rẻ nha mọi người. Giá rẻ tầm $1 một người cho một ngày. Thế là rẻ mà đúng không? À, hai mấy đồng cũng rẻ thì đó. Rẻ mà mình thấy rất rẻ đó. Tầng kia là mình rủ sim vô chơi nữa, lần này mình tầng 2 thôi, tí nữa sim. Đúng rồi. À sao không, cái đấy người ta gọi là gì, kêu gọi vốn. Đúng rồi, kêu sim là đầu tư vô cái chỗ mình đó. Đúng rồi, chúng ta phải nhờ sim đầu tư thì chúng ta mới đủ vàng, chứ còn hai chị em mình chỉ được cái trường này, xong được một cái sân chơi bằng cát này, mới một cái nhà phao thôi đó. Lúc nào sau mình sẽ gọi xa. Nếu các bạn bấm like video này nhiều và comment xuống phía dưới nhiều thì mình sẽ rủ sim vào đây để xây dựng tiếp nha mọi người. Hy vọng là gọi vốn thành công nhá. Ok, và video của Kamui đến đây là kết thúc rồi nè. Các bạn đừng quên cho video của Kamui đạt được 2000 like nha. Các bạn có 3 giây để bấm like nè. 3, 2, 1. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không biết các bạn có thích nhà trẻ trường học này của tôi không, chứ còn tôi là tôi thấy cũng khá là ưng đó. Với chi phí gọi là siêu thấp như của Kamui thì nhà trẻ này được, đẹp đúng không Sam? Không hề có bất kỳ lỗi nào, rất là hoàn mỹ, hoàn hảo đúng không? Tuyệt đỉnh, tuyệt hảo, tinh tế. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Yêu rất là nhiều. Bye bye. Và đó là hạnh nhân tốt, chơi vì tâm chứ không vì tiền. Bọn ta không mong được nổi tiếng, chỉ mong chơi chung không bị sĩ diện. Nếu thành công tấm hạnh cùng hữu, không có tưởng bốn rớt đằng nào, mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau tiếp truyền ngày bắn pháo.